Diệu ơi, đi xuống đây con mà nghịch nhỉ. Còn bẩn hết quần áo kìa. Đừng để ướt quần nha. Mà bơi mà sao để ướt quần. Nghe không? Sầm Sơn. À đâu? Hạ Long, con đệ đừng có lui ra ngoài đấy nha, sâu đấy nha. Ủa? Con ơi, ra đếm gì con? Ủa, mẹ quần rồi. Ui, mẹ cũng ướt quần rồi. Mẹ ướt quần rồi. Không phải, mình là con đi ăn luôn à? Không, đi nước tắm không về thay quần áo, không đi được nữa. Nhưng bà sợ là hay để ướt quần đi. Để bà ướt quần đi. Xong rồi, bà tưởng là đi ăn, về, mình đi tắm hay xong về ăn. Ê, chị Diệu đâu? Cái gì bà? Chị Diệu chỉ toàn đi nghỉ Tết thôi. Không về nhà thay. Con chờ nó sắp lớp. Kì không? Đông à? Ôi trời. Tắm đi. Nga, Nga tắm đi. Nước hôm nay mình thích nhỉ? Chào Hiếu Mai nha, đây rượu đây. Đã đang đi nội nước này. Không. Không có. Đây bà, đưa biển lại. Bà đi cái này đi. Đây con. Mẹ yêu con thì mẹ bắt tìm một người ấy. Cháu biết. Rồi hỏi cho bà. Người ta đi đó. Không, đi bằng cái kia chứ. Vâng, đây người ta đi bằng cái này chứ. Thôi ta kéo đi. Ngồi đi. Không, 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 không. Đi. Bà không đi đâu, bà sợ lắm. Phải có cả thắt dây an toàn nếu mà ngã thì sao ấy được. Không. Đi nhiều lúc nó ấy bám nhiều lúc nó sóng ra kia nó. Không. Bà sợ. Đây này bà. Biết rồi. Ra kia nó vít ác lắm. Nó an toàn. Cháu bảo cái dây này nó bị nó tuột cái làm nào. Theo ngoài kia. Mà. Không. Từ ngoài kia bá lại ra kéo về tiếp. Đi hết xe tụi này. Anh kia ngồi bám dây ngồi kiểu chóa. Ôi lại thằng bé kìa, ghê kìa. Đây, bé không đi được bài rồi, tôi ngầm nữa rồi, không đi à? Thế nào đi đi. Lớn mà không biết đi à? Cháu đi, cháu sẽ đi luôn nhỉ. Đấy, con chuột. Thế nào đi á? Ôi trời ơi. Đi nha, xem đâu. Giờ bắt đầu bên kia là đi ấy. Ông mẹ cháu đâu ấy? Quỳnh Nga đang bảo cho Quỳnh Nga đi à? Nhưng nhìn đi sợ lắm. Đó nguyên cái dây chạc này, kéo này thì... Không, ra kia nó mới sóng, nó mới ấy chứ con. Nó nguyên cái dây chạc này, nó kéo xe này, cười chết rồi nhìn. Gì đi cả? À, bà Trúng Cường. Bác tìm một người hả bác? Bác tìm một người. Bác tìm
một người đi ấy. 1 triệu một chuyến. Là được bao nhiêu người? Hả? À, 100.000 một người. Đi. 100.000 người nhưng mà đi sợ lắm con ạ, con không đi đâu, đến lúc con tuột tay gáy rồi. Con sợ. Không ạ. Không, bà huyết áp thấp mà bà nhìn cái này bà sợ. Gì ấy? 7 người 700. 100 một người. Bố không đi à? Có bố đi. Bảy. Anh ơi, chuyển khoản được không? Cho em đi. Tiền đi. Con ạ, cái dây chạc kìa, bán cái dây chạc kìa, điên đi rồi cái thì xe kia nó vẫn ấy, còn nó lềnh bềnh như thế này thì... Nhưng ý là bọn nó ngồi đây nó có bán chắc hay không ấy, sợ nó ra sóng á. Đấy, sóng này nó đánh từ quần rồi, con rượu từ quần rồi. Mẹ coi mà từ quần à, không có. Nga quý.